Tiệc mở thung dung ngay tiết ngày này, tiệc mở thung dung thành 18 tòa thiên thanh. Hồi công đồng bầu sáng nhớ càng xuyên, đệ nhất thiên tiên cung thịnh mời, đệ nhất thiên tiên cửu trung thanh bốc thượng thiên nam nữ về. Nô nhang xà nhìn bát rơi bóng quân sư phật hài rồi tất sao văn tùy sư kết tường vân thành nghi phước ngân sư phật hiện toàn thân. Nam mô nhang văn cai bồ tát ma ha tát, nam mô nhang văn cai bồ tát ma ha tát. Xoa thanh xa ngồi cùng đề nhị thanh tiên công thành mời, đề nhị thanh tiên tách sơ sinh thanh sóng đền sùng sơn chiên man hai ngàn lộ yên minh sao du từ màu lường vô ương hoa nồi đắc thanh liên số thông kim cương nhân số biết thập phương. Nam mô nhang vân cai bồ tát ma ha tát, nam mô nhang vân cai bồ tát ma ha tát, nam mô nhang vân cai bồ tát ma ha tát. Sẽ loạn thanh sáng ngồi cùng thanh bốc đệ tam công thành mời, thanh bốc đệ tam xích lân long nữ ngự huyền thoại tới đỉnh chân ngang phần cởi xuống thiên đường đi từ kiến thanh thiên tài kim lô phong khoảnh khắc nhân luôn tức biên man thất vương tích nhập sáng du miên nam tiếng tài xứ. Nam mô nhang vân cai bồ tát ma ha tát, nam mô nhang vân cai bồ tát ma ha tát, nam mô nhang vân cai bồ tát ma tát. Sẽ loạn thanh sáng hồi cùng giám sát quyền cai trên thượng ngàn, giám sát quyền cai thông chi thiên địa cầm sai đại thần. Hoàng đế tinh quân cung thỉnh mời, hoàng đế tinh quân hiệu ông đệ nhì thiên đình sang sinh thanh gia ngồi cùng thái tử đệ tam đức tôn thần bơ phụ vương quan hùng minh quan cổ lạnh giáng uy hùng. Dân giang khê lên ngàn xuống ngơ biển lạnh meo sang nghe từ quý điện đinh hình xanh làm đền thờ quang tặng mấy tia ngai vàng lòng môn mi hồ bạc nghe thành quy nghi nhân ý mình. Hoa tức thì lâu đài điện các dâng nước nhớ về thủy quốc một khi có phen lấy mấy ngọc lưu ly đùng đùng dâng nước nhớ phép thì ai đang ngờ ý. Thank you.
tuần ngang Long Thành thắp một tuần ngang cầu mới về thoại phủ các bạn các tòa thiên đình diêm la tống về thoại phủ vuông xa đồng đình gồn xong làm chuôn thì cũng lúc sáng
diệt tứ ngàn tu khí là nơi xuống tiên vâng lệnh đi lời. Trần thì nương tâm mơ đông bào thai tháng năm giờ tí mùng mười
súc măng sàng, măng mai măng nướng, cơm lam bên xà vàng. Ánh mi sông đang tỏa chiếu lung linh sông đền đẹp làm sao. Ánh như sông đang tỏa chiếu lung linh sông đền, ôi sầu đẹp làm sao. Chân người đã bước tới đâu, riêng mập nhân kia nhìn cầu bình hoa. Sầu đẹp như sao bắt đầu hoạt hà, thích nghi hà. Mưu nước mới luận bàn, nình em xanh chung
bút về khai xiên hương làm bút về khai cảm vịt sư tướng người đào mai hồ gì tả sai binh bộ binh thủy hữu sai binh thủy kém đi âm bầm cờ vàng khắp giữa trung tâm Nam có đức hoàng nghi mười thông minh
tuệ thông minh, sĩ tuệ tuyệt vời, không nhá hai nền di dung, sinh đằng thiên tài ý. Nền si giống sinh đấng thiên tài văn thao, võ lược nghĩ văn thao, võ lược từ trời, không nhớ hai hoàng tiêu giao. Tiêu giao di dưỡng tăng tình nghĩ ý. Hôm nay thỉnh bóng hoàng mười đèn nhang nhang khói đăng nhang khung thời sóng kinh cho chữ nam mô a di đà phật. Niệm hoàng đi trong đông hoàng mười có phép thông thông. Trời ta mỹ có đức hoàng mười thông minh trí tuệ tuyệt vời không hai. Hoàng tử lộ trình về tới đây, tề tay tiên xúc chén diều đào, nhất tuần sơ nâng lên bề ngọc, các cô nâng mời là mời, rước hoàng mười xơi, các cô nâng mời là mời, rước hoàng mười xơi. Tay tiên xúc chén diều đào, nhị tuần nàng nâng lên mê kính vua, nâng lên ta mẫu thưa huế, nâng mới là mời, rước hoàng mười rơi. Tam bồi xúc
chén rượu nào. Tam tuần chúng nâng lên bề ngọc các o mới nâng mời. Nam mời giấc hoàng ngày mười xơi, các o nâng mời là bời giấc hoàng xơi. Trời mô xanh bằng trời cam lồng, nước mô xanh bằng sông lửa sông lam. Trên nơi mô gió biển trắng ngàn, không bằng nơi sinh quán hoàng ngang mừng. Cầu xin quan hoàng bàn so phương lớn, bàn đất nguồn mây xuôi ngược nam đông đường tây. Bước xuân đi quan hoang đường lối dắt bay từng ngày, đời gian tan bao khó nhọc vượt mang, ai nhận tâm mê hoàng ban nương bóng hoàng sẽ được bình an. Từ nghe áng quan hoang sáng lâm nơi này, đường mây xa cánh sườn đâu có bạc, gió sương đêm ngày ngự về đây đông mà sáng bóng quy quán hoang ngất ngây. Sau trước gần xa ông xem mai hướng xuyên hoàng thượng, ông thương gió đồng sau ngần sáng xuyên. Tháng năm an lành mê tâm thanh, phúc tựa phần lai. Thầy ra hồi cùng đệ tử con sang bài văn tống, cung thỉnh mời cô sau sơn sang ngồi đền thờ cung. Cây bọng sung rơi nổi lên sông hoa nối về xuôi ngang. Cành mẹ chín lồng lồng lục cung từ thường đằng tối linh tiên cô càng thêm đức tiếng thơm xanh. Tiên
cô xóm vâng nghìn lời mong thường có hai thuốc tiên độ lượng nơi nơi non xanh đùng đỉnh lên đồi chân quân già cặp cô sáu đeo gùi trên
tiên cô sống vâng lời mẫu thượng cô hai thúc viên độ đường nở nơi non xanh đùng đỉnh lên đồi tiếng ấy. Cô sóng đeo bụi trên vai, thân mày ngắm đôi tai vòng ngọc, thằng đường ối mượn mượt mày tóc mây xa hà vẻ đẹp hay hay ý. Lung linh đánh nước tóc mai mây hoa cài đi ra ngồi cùng khuya sớm ra vào bạn đến đây khuya sớm cậu bé ra vào hai tay nâng bức mảnh đào cậu bé quỳ đầu trần niềm mưa xa anh hồng vẫn mê ngu sắc đi hóa già in hình cậu bé hoàng anh
cậu bạn thường à. Tam bái cậu bái thủy phủ, tư bái cậu bái tứ phủ công đồng, sớm nâng lên bê ngọc các cô đồng mời mời rước cậu hoàng rơi tê răng tay tiên trúc chén rượu nào nhị tuần án nâng lên bê ngọc các cô đồng mời rước cậu hoàng rơi. Tê răng tay điên trúc trên mấy rượu đào tam tuần trúc nâng lên bị ngọc các cô nâng mời là mời rước cậu hoàng sớm. Đổi trận mương sang trên trời, đổi trận mương sang hồng nghi vân ngũ sắc hoàng sa cậu bé hoàng cầu đếm nhịp cầu cầu đi qua cầu cầu ô lỡ nhịp thương đồng phải theo về mây núi cũng leo cậu thương đồng à. Mây núi cũng nghèo, mấy sông mới cũng lội, mây nghèo cậu cũng bằng qua. Niệm xứ Di Đà trong tâm, trong tâm niệm về xứ Di Đà, vô chùa lễ Phật cậu hai hoa đem về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xa rồi con cưỡi một thôi cậu về phố cát đồi nhà thấy xa ôi. Vâng, xin quý vị chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật to, thật nồng nhiệt, thật rõ rã để cảm ơn phần thực hành rất tuyệt vời vừa rồi của nghệ nhân đồng thời Đào Thị Huân.